40 like rồi đó mọi người, 40 like rồi nha, tranh thủ nha. Chưa đâu bạn Út Trần ơi, một chút nữa bạn ơi, đủ like rồi mới làm kết bạn ơi, lên 50 like mới làm kết. 50 like là nó tượng trưng cho 50 người đã rất là muốn chơi kết, thế là lúc mình tạo kết là sẽ có được tầm 50 người chơi. Thấy keo chết chắc. Ôi ôi ôi, nguyên một tập đó. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì không vậy mọi người? Ôi mọi người ơi, ôi, ủa cái gì vậy? Cái bài này đẹp mẹ. Cái gì vậy? Ủa, mọi người có thấy gì không mọi người? Mọi người có thấy cái gì không vậy? Đẹp mà.